sắc giới, diệt giới. Các tỳ kheo có ba giới này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Ai lìa tri sắc giới, không an trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với độ diệt giới, các chúng sanh như vậy xả ly được thần chết, với thân cảm giác được bất tử không sanh ly. Sau khi tướng được, không còn có lộ hoặc chánh giác, thiết có Thường cư tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài. Bài học trong Kinh Tiểu Bộ, chương 3 Pháp Ba Chi. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba giới này. Thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các tỳ kheo, có ba giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai liễu tri sắc giới, không an trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới, các chúng sanh như vậy xả ly được thần chết, với thân cảm giác được bất tử không sanh y. Xả ly từ bỏ hẳn, sanh y đưa đến hữu. Sau khi tự chứng được, không còn có lậu hoặc, bậc chánh đặng chánh giác, thuyết pháp con đường chánh, không có gì sầu muộn, trong sạch không cấu uế. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Giờ ấy mình đã cho bài xong, kính nhân đức lại đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Ta Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính ảnh lễ Đa Ngô Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp. Kính lễ quý bà cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tu nữ. Cảm ơn Ái Minh Sức Trạng Đông Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Nên bây giờ tự nhiên xin đọc bài ba, chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi được nghe. Và tôi thì ba giới này, thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các tỳ kheo, có ba giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây đến, ai liễu tri sắc giới, không an trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới,
các chúng sanh như vậy, xả ly được thần chết, với thông cảm giác được bất tử không sinh y. Xả ly từ bỏ hẳn, sanh y đưa đến hữu, sau khi tự không còn có lậu hoặc, bậc chánh đẳng chánh giác thuyết pháp con đường chánh, không có gì sầu muộn, trong sạch không cấu uế. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến. Dạ, tự nhiên đã đọc xong rồi. Dạ, bây giờ kính mời Sức Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Tân Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Xích Hoàng Việt, Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài chương 3 ba pháp phẩm 1. Dạ, cảm ơn Nguyên Quát Thanh á. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba giới này. Thế nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Này các tỷ kheo, có ba giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai liệu tri sắc pháp, ai liệu tri sắc giới không ăn trú vô sắc, những ai được giải thoát đối với đoạn diệt giới, các chúng sanh như vậy xả ly được thần chết, với thân cảm giác được bất tử không sanh y. Xả ly từ bỏ hẳn, sanh y đưa đến hữu, sau khi tự chứng được không còn có lậu hoặc, bậc chánh đẳng chánh giác thuyết pháp con đường chánh, không có gì sầu muộn, trong sạch không cấu uế. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa đọc thì Nhật Quỳnh xin mời bằng tay quý vị. Còn được 6 phút. Dạ, vị nào chưa đọc thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ra. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, còn sớm mấy phút nhưng mà con không thấy còn bàn tay của vị nào, nên con xin phép mà Thượng Tọa Pháp Tăng ạ. Con sẽ thỉnh Pháp Sư sớm và đọc bài sớm mấy phút ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, cô Ái Minh, Xích Trần Đào, chị Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Rạng Đông, Huynh Quá Thanh Á đã hoan hỷ lên trả bài. Dạ, bây giờ thì còn sớm mấy phút nhưng mà con đã thấy Thượng Tọa Pháp Tân vào đạo tràng rồi. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư để hôm nay chúng ta được học bài mới. Là bài 42 La Mã, 46 Việt. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương,
Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trần được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45, hà giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn. Nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng, nhược bình kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc vừa vào đạo tràng, và kính chào quý anh chị em đạo hữu dự vào đạo tràng. Và con xin đọc phần chánh văn của bài kinh ngày hôm nay, và cảm ơn Minh Quá Tha Ná. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3, ba pháp phẩm 1, bài 42 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến. Và ba thọ bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, có ba cảnh thọ này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật, quán tri các cảnh thọ và hiện hữu các thọ. Tẩy tâm được diệt, con đường đưa đến diệt tỳ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quát. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đức Tịnh Đạt cùng với Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn cô ấy mình đã nói nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài phố 42 La Mã. Ở trong bài 42 La Mã đó là nói đến Đức Phật ngày dạy đến ba cái cảm thọ. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahan Samma Sambuddho Buddhan Phakawantan Athikwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Ngài là thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Nama Sami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng,
đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền. Subhatipanno Phagavato Savakasankho Sankhan Namami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên nhân loại. Nguyện cầu mong tam bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Đức Thầy Già. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã nghe phần chánh kinh. Phần chánh kinh thì ở đây trong cái phần chánh kinh này nói đến ba cái cảm thọ, tức là sukha vedana, dukha vedana và upekkha vedana. Thì đây là một trong ba cái loại thọa mà chúng ta thường nghe ở trong kinh. Thọ trước tiên đó là chúng ta định nghĩa về cái thọ đó. Thọ là sự cảm thụ của thân và tâm. Chúng ta cảm thụ về các cái cảnh lúc bấy giờ thì tâm của chúng ta sẽ có những cái sự cảm thọ. Và thường thường đó, thì nếu mà chúng ta gặp ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì có nghĩa là xúc thì sẽ là duyên cho thọ, xúc duyên cho thọ. Xúc là phát xa, tức là sự giao thoa giữa căn và cảnh, tức sanh khởi. Ba pháp này gặp lại thì sau đó thì sẽ sinh ra cảm thọ, sinh ra cảm thọ. Như vậy thọ đó là sự cảm thụ lấy cảnh, cảnh cảm nhận lấy cảnh. Và theo như nhiều pháp thì trong như nhiều pháp thì các ngài phân tích giải thích cho chúng ta tới lợi năm cảm thọ. Trong kinh sở dĩ nói ba cảm thọ đó là nói đến không có phân tích ra giữa lạc và hỷ giống nhau, cho nên trong kinh gọi là thọ lạc. Và giữa khổ và ưu đó thì giống nhau, cho nên trong kinh gọi là thọ khổ. Và có một cái loại trạng thái của cảm thọ nữa, đó là thọ phi khổ phi lạc, tức là nó không thuộc về khổ cũng không phá, đó là thọ xả, xả thọ. Khi chúng ta nhìn lại đó thì nếu mà nói xả thọ thì có 55 tâm tất cả, còn lại là chỉ có một tâm thọ lạc, một tâm thọ hỷ. Xin lỗi, một tâm thọ khổ và một tâm thọ lạc, nó thuộc về thân thức. Và còn lại đó thì là những tâm hỷ thọ, thọ hỷ đó. Như vậy thì khi nói thọ tức là nói đến những cái cảm nhận đối với cảnh, chúng ta cảm nhận đối với cảnh, cảm thụ đối với cảnh. Khi chúng ta có cái cảm thụ đối với cảnh như thế nào đó thì đó được gọi là thọ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh kinh Đa Thọ thuộc Trung Bộ Kinh ấy, thì thọ phân ra nhiều loại lắm. Phân ra nhiều loại lắm. Thọ nói có hai cũng được, nói là thân cảm thọ hoặc là tâm cảm thọ. Thọ nói ba cũng được, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ bất khổ bất lạc, tức là thọ xả. Thọ nói năm cũng được, tức là lạc,
ưu tỷ xả khổ. Thọ nói sáu tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thọ nói đến 18 cũng được. Đó là chúng ta nói đến căn cảnh và thứ. Và nói đến 108 là chúng ta sẽ tính đến cái chuyện những việc cảm thọ đã qua, những cảm thọ tới, thì cả quá khứ, hiện tại và vị lai đó, thì nó đến đến 108 một thọ. Tùy theo mỗi trường hợp mà Đức Phật Ngài dạy. Cho nên là ở trong giới hạn của bài học hôm nay là chúng ta bàn đến ba thọ hay là năm thọ. Như vậy thì như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy đó là thọ tức là cảm thụ lấy cảnh. Như vậy thì cảm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chút xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ. Trước nhất đó là chúng ta nói đến cái gì? Nói đến thọ lạc. Nói đến thọ lạc. Thọ lạc tức là thân, nếu mà mình nói theo di diệu pháp đó, thân chúng ta xúc chạm. Thân chúng ta xúc chạm. Cảnh gì mà cảm thấy như là dễ chịu? Cảnh gì cảm thấy như thoải mái? Thí dụ như bây giờ chúng ta nằm lên một cái chiếc giường niệm, hoặc là chúng ta đang trời lạnh mà chúng ta đụng vào ở trong nước ấm thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu. Hoặc là đang trời nóng chúng ta được tắm một miếng nước mát thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu. Thì cái gì mà thuộc về chỉ dễ chịu đó thì cái đó nó thuộc về thọ lạc của thân. Thọ lạc của thân. Cho nên đối với chúng sinh thì phàm phu bình thường thì các cảm thọ sanh khởi thì dễ dàng sinh ra ái. Trong giáo lý duyên khởi thì đó là xúc thì duyên cho thọ, nhưng mà thọ thì là sẽ là duyên cho ái. Như vậy thì cái cảnh dễ chịu mà chúng ta xúc chạm do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ, nó cũng sinh lên các cái cảm thọ. Nếu nói về tâm á, thì đó là thọ hỷ, nhưng thân á, thì đó là thọ lạc. Cho nên thân chúng ta xúc chạm những cảnh gì mà chúng ta cảm thấy dễ chịu thì đó là thọ lạc sanh khởi. Thọ lạc sanh khởi thì nếu mà một người không tu tập đó, bởi vì trên cái phương diện cảm thọ đó, một người mà tu tập thiền quán cũng vậy. Nếu mà mình niệm thọ, có nghĩa là thọ, có nghĩa là khi mà thân chúng ta xúc chạm, hoặc mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm và thân chúng ta xúc chạm, thì những cái việc đó đó, những cái việc đó đó là với một cái người bình thường, chúng ta không có tu tập chánh niệm thì chúng ta dễ dàng sanh ra những cái sự phản ứng. Phản ứng ý chúng tôi muốn nói tức là một loạt trình tâm ở sau đó, thì nếu mà cảnh là dễ chịu thì sẽ ái sanh khởi. Chúng ta cảm thấy như vậy, cảm thấy dễ chịu thì ái nó dễ dàng sanh khởi. Chúng ta thích thấy cảnh đó, hoặc là chúng ta thích xúc chạm những cảnh đó, hoặc là chúng ta thích nghe cái âm thanh đó. Ví dụ như người ta nghe tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng sáo, tiếng tiêu, vân vân, du dương trầm bổng, người ta nghe, người ta thích. Hoặc là ngửi cái mùi nước thơm, nước hoa, người ta cảm thấy thích thú, vân vân. Hoặc là xúc chạm một cái cảnh gì đó dễ chịu thuộc thân, hoặc là ăn một cái vật gì đó, cái thực phẩm gì đó mà chúng ta cảm thấy thích thú do chúng ta quen, thấy nó ngon miệng, thì đó là nó liên quan đến năm trần cảnh, tức là sắc thinh hương vị xúc. Tức là mắt thấy là sắc, tai nghe là thinh, mũi ngửi là hương,
lưỡi chúng ta nếm là vị, nhưng mà thân chúng ta xúc chạm là xúc. Thì như vậy thì năm cái ngoại cảnh ở bên ngoài đó, nếu mà là cảnh dễ chịu theo như diệu pháp thì thân chúng ta xúc chạm cảnh gì đó thì đó là thuộc thọ lạc. Nhưng mà tâm chúng ta cảm thấy thích thú với cái cảnh đó thì ái nó sẽ sanh khởi. Cho nên cái thọ lạc nó cũng là dễ dàng cho ái sanh khởi với một người bình thường không tu tập. Nhưng mà một người có tu tập về cả cảm thọ thì mình biết là cảm thọ nó sanh khởi lên thì mình biết đây, đây là cảm thọ đó. Sự xúc chạm như thế này, dù nó có lạnh hay là dù nó có nóng hay là nó dù nó cảnh bình thường thì thân của chúng ta cảm thấy nó bình thường, chứ chúng ta cũng không phải là nhìn biết được cái tâm của mình, mình đang có cái cảm thọ như vậy. Thì trên phương diện người thì tu tập thiền quán là như vậy. Nhưng mà do cái người bình thường mà không có tu tập, nếu chúng ta không có niệm, không có chánh niệm và tỉnh giác thì cái gì mà nó dễ chịu thì tự động là chúng ta thích, tự động ái sanh khởi rồi. Ngay cả cái khó chịu chúng ta cũng trở thành cái mà chúng ta thích thú. Ở đây điển hình ví dụ như bây giờ nè, cái cảm thọ mà mình nói là thọ khổ của thân, thọ khổ của thân, cái thọ khổ của thân thì khi mà thân mình xúc chạm với một cái cảnh gì đó nó lạnh quá, lạnh buốt, giống như mình tay mình sờ vào cái cục nước đá thì mình cảm thấy như là khó chịu, khó chịu. Để lâu quá thì chúng ta cảm thấy tê hết, tê cống hết. Hoặc là mình ở một cái khí hậu giá tiết vân vân, chúng ta cảm thấy như không có đồ bảo hộ cơ thể thì chúng ta cảm thấy lạnh run cầm cập, chúng ta cảm thấy khó chịu. Thì cái cảm thọ đó, đó là thuộc về thân. Hoặc là ta bị một vết thương gì đó làm cho cơ thể chúng ta bị sứt mẻ gì đó, đổ máu, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là bị một vết thương nào đó làm cho cơ thể chúng ta đau đớn, thì ngay cả cái chuyện đau đớn đó, đó bản thân ở trong đó, đó nó không phải là cái sự thích thú trong sự đau đớn, nhưng mà do mình một thời gian sau á nghĩ tưởng đến những điều đó, đó. Quý vị biết rồi, nghĩ tưởng đến những điều đó thì nó cũng có thể là sinh hại. Cho nên trong kinh nó thường là nói là với một cái người mà có các cái cảm thọ mà chúng ta không có tu tập chánh niệm và tỉnh giác thì dễ dàng sinh ra cái phiền não lắm. Tức là ý chúng tôi muốn nói ở đây, tức là mình sinh ra những sự phản ứng của từ nội tâm. Mà ở đây thọ khổ thì Đức Phật ngày nói là dẫn duyên cho ái, thọ lạc dẫn duyên cho ái. Đây là mình đang nói đến thân của chúng ta đó, thân của chúng ta đó. Khổ duyên cho ái là sao? Ví dụ như là mình là có đã trải qua một cái thời gian, trải qua một cái thời gian có nhiều cái sự thăng trầm ở trong cuộc sống. Có nhiều khi đó là chúng ta phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy chén cơm manh áo, để đổi lấy sự sống này, đổi lấy sự sống này. Rồi một thời gian sau đó là chúng ta làm ăn khấm khá lên, rồi chúng ta không còn có những cái cảnh mà màn trời chiếu đất, không có cái cảnh là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và bây giờ đó chúng ta lại nghĩ về những điều đó, nghĩ ở quá khứ, cách đây 10 năm, 20 năm, 5, 3 năm chúng ta đã trải ra cảnh đó. Bây giờ là mình nhìn lại với cái cuộc sống của chính mình ở hiện tại thì trở thành một cái niềm tự hào. Và mình thích nghĩ đến những điều đó. Vừa là tự hào cho chính bản thân của mình, và vừa là mình tự mãn với chính bản thân của mình và đối với mình, đối với mọi người chung quanh, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là một cái kỳ công lớn, đó là cái sự thành công lớn khi mà mình đã trải qua những cái cảnh khốn khó đó. Rồi bây giờ đó là mình nghĩ miên man đến những điều đó, trở thành cái niềm tự hào.
Khi mà mình nghĩ đến những cảnh đó và thích thú nghĩ đến những cảnh đó, thì có nhiều khi đó chúng ta biết cái thân của chúng ta đó, nó thọ khổ, nó cũng có thể là duyên cho ai. Bởi vì mình thích nghĩ đến những cái điều đó và miên man nghĩ đến những điều đó. Có những nỗi khổ, có những nỗi buồn, có những nỗi khổ mà người ta cũng không muốn nghĩ nó, nhưng mà có khi đó thì người ta lại nghĩ đến nó. Thì khi mà nghĩ đến nó thì có những người nó sinh ra những cái phản ứng là trở thành niềm tự hào, nhưng mà có những người đó thì người ta cũng không muốn nghĩ tới, không muốn nghĩ tới. Thì dù có tránh né hay là không tránh né thì cảm thọ nó cũng vẫn diễn ra. Và như vậy đó thì ở đây đó, giống như chúng ta thấy rằng là mình có một cái mục ghẻ ngứa đó, mình gãi vào trong cái mục ghẻ ngứa thì quả thật là nó đau lắm, nó đau lắm, nhưng mà mình thích gãi bởi vì nó đã ngứa. Ở đây đó, nếu như mà mình ngày xưa chúng tôi nhớ hồi còn bé đó, thì hai có cái biển bơi qua những cái vùng nước, cái khu mà có nước dơ, thì về là nước ăn ở trong chân của chúng ta, nước dơ nó thấm vô, những con vi khuẩn nó xâm thấm vào trong đó và nó tạo rất là ngứa, nó nổi lên một cái nước ở trong cái lớp da, nằm trong cái lớp da của chúng ta, và nó nổi lên như vậy, nó rất là ngứa. Chúng ta lấy một cây kim chúng ta đâm vào, nó đau, rồi chúng ta nặng cái nước đó ra thì chúng ta cảm thấy nó rất là đã ngứa. Hoặc là chúng ta nhíu cái đàn cày vào thì chúng ta cảm thấy nó đã ngứa mà nó đau lắm, nó đau lắm. Thì ở đây chúng tôi điển hình như là một trong những cái thọ mà đó là thọ lạc hoặc là thọ khổ. Và trong kinh nói là thọ khổ hay thọ lạc cũng là dẫn duyên cho ai. Đó là mình nói đến các cái cảm thọ liên quan đến các cảnh của chúng ta, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Bây giờ nè, khi mà chúng ta ăn cái vật thực cũng vậy đó. Phật dạy là một vị tỳ kheo, khi mà mình thọ dụng các cái vật thực thì đừng nên nghĩ là ngon hay là dở. Đừng nên nghĩ là ngon, bởi vì mình nghĩ là ngon đó, thì tâm của mình thích thú. Nhưng mà cái bản chất của chúng ta tự nhiên đối với con người của chúng ta gọi là người ở cõi dục á, thì chúng ta ăn thì phải biết ngon biết dở. Nhưng mà Phật nói rằng mình dùng cái món ăn á, thì phải quán là các cái vật thực nó cũng chỉ là nuôi mạng sống của chúng ta, mạng sống của chúng ta, chứ không phải là ngon hay là dở. Mặc dù là cái vị giác của chúng ta đó vẫn biết là ngon và dở, đắng hoặc là cay hoặc là ngọt hoặc là chua hoặc là bùi, chúng ta đều biết. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng với một cái người tu á, thì một vị tỳ kheo quán rằng là các vật thực này để nuôi mạng sống, không phải là ngon hay là dở. Chúng ta nuôi mạng sống này để tu tập. Cho nên là trong cái đời tu đó, quý vị thấy rằng nhiều khi chúng ta cũng có khi đi đây đi đó, chúng ta có những cái món thượng vị để chúng ta dùng, chúng ta ăn. Nhưng mà có những lúc thì chúng ta cũng những vật thực rất là thô sơ thì chúng ta cũng phải ăn. Nó khác với người ngoài đời. Khác với người ngoài đời. Chúng tôi nói điều này đó, mình ở chùa có lúc vật thực dư dả, có lúc vật thực cũng không có ăn, nó thiếu. Nó thiếu. Thì ở đây đó, chú ý chúng tôi nói là nó dư dả, nó thiếu là so với những lúc dư dả. So với những lúc dư dả. Thì rõ ràng là cái đời sống tu hành là vậy. Có khi thì được những người Phật tử họ hộ độ rất là dư dả, dùng không hết, nhưng mà có lúc thì cũng thiếu thốn. Và như vậy đó thì cái gì mà để độ qua ngày, tức là chúng ta được dùng qua ngày để xem như là cái nuôi mạng sống này, thì khi chúng ta dùng vô mà vật thực, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đó là quán tưởng vật thực này dù là màu sắc ở bên ngoài nó có sặc sỡ, nó có đẹp đẽ như thế nào, khi mà đưa vào phổi cổ thì vật đáng nhầm gớm, đưa vào phổi cổ là vật đáng nhầm. Ở đây mình muốn nói giống như những cái thức ăn mà chúng ta mở ra đó cũng chẳng ai dám ăn đâu, nhìn bản thân mình
nhìn mà mình còn thấy gớm nữa, chứ đừng nói là mình ăn. Sự thật ra vậy, vật thực mà chúng ta đưa vô khỏi cổ rồi, nó lọt xuống dạ dày của chúng ta, lọt vào bao tử của chúng ta rồi đó, thì rõ ràng thì nó đáng là vật đáng nhầm gớm. Và Phật dạy chúng ta là đáng nhầm gớm vậy, phải quán tưởng để tâm chi đừng có tham đắm. Đó là mình nói gì, vị giác của chúng ta, về cảm thọ vị giác của chúng ta, rồi ngay cả cái mùi cũng vậy. Mũi mũi chúng ta ngửi, chúng ta ngửi cái mùi thối, mùi hôi đó, thì chúng ta cũng nghĩ đó là cái sự cảm thọ của mũi thôi. Mũi chúng ta biết được, cái khứu giác của chúng ta biết được cái mùi vậy, cũng chỉ là biết mùi vậy thôi. Dù mùi nó có hôi thối thì chúng ta cũng phải phải ráng mà chịu, chứ không phải là vậy mà khó chịu. Mà chúng ta sinh tâm ra khó chịu với cái mùi hôi thối, chúng ta cao có với người này người kia, hay hoặc là như thế này thế nọ, thì rõ ràng cái nội tâm của chúng ta đã sinh ra cái phản ứng. Mà ở đây đó là sanh ra một cái trạng thái của từ nội tâm, nên là chúng ta khó chịu, bực bội, tức là trạng thái của tâm sân. Trạng thái của tâm sân. Nhưng mà chúng ta ngửi cái mùi thơm đó, ngược lại chúng ta ngửi mùi thơm thì chúng ta cảm thấy dễ chịu, phải không? Thì cũng đừng vậy, đừng vì vậy mà chúng ta lại thích thú. Bởi vì mùi cũng chỉ là mùi thôi. Khi khứu giác của chúng ta có mũi, mũi tức là có tỷ vật, có thần kinh, tỷ vật. Vì còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta có thần kinh tỷ vật của chúng ta ra, thì tâm chúng ta nương tựa vào trong lỗ mũi của chúng ta để biết được cái cảnh cảnh khí. Nói theo cái gì pháp là cảnh khí, nhưng mà ở trong kinh tạng thì gọi là hương. Hương thì sở dĩ mà di diệu pháp á, ngài tịnh sự ngài xài cái từ cảnh khí thì nó sắc hơn, nó rõ hơn á, nó chi tiết hơn á. Là hương thì mình nói là hương thơm, chứ không có nói là hương thổi được. Cho nên mũi chúng ta ra là biết được mùi thơm mùi thối luôn, cho nên nó là cảnh khí. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó là học trong hóa học á, là trong hóa học á, có gọi là có những cái loại hóa chất không mùi không màu, không mùi không màu. Nhưng sự thật đó là cảnh khí, cảnh khí. Mũi chúng ta chỉ có tiếp thu được cái cảnh khí, và lúc bấy giờ thì mình biết là ngửi như vậy đó, thì mình nên là có chánh niệm tới cái mùi nó là như vậy. Cũng không phải vì cái mùi thơm mà mình lại thích thú, cũng không phải vì cái mùi thối mà mình khó chịu. Biết cái cảm thọ của mũi của chúng ta là như vậy. Thân chúng ta xúc chạm cũng vậy, mắt chúng ta nghe thấy cũng vậy. Cái cảnh gì tốt, cảnh gì xấu đó thì chúng ta cũng đừng để tâm nó. Để chúng ta để tâm vô mà để rồi mình nó bị chi phối, phiền não nó cuốn theo đó, phiền não nó cuốn theo đó, theo cái cảnh đó, thì không nên. Tai chúng ta nghe cái âm thanh cũng vậy. Sở dĩ là mình nghe cái âm thanh là tiếng nhạc, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng tiêu, vân vân, tiếng trống, vân vân. Mình nghe những cái âm thanh nó hòa khí với nhau, nó trở thành nên những cái âm điệu vu vương trầm bổng đó, thì mình thích. Nhưng mà sự thật ra là mình nghĩ kỹ lại là chẳng qua là các cái khí cụ đó, các cái nhạc cụ đó nó tạo nên những cái khí cụ, tạo lên những cái âm thanh chúng ta nghe nó trầm bổng, chúng ta thích thú. Hay sự thật ra thì nó cũng có là gì, có căn thì phải có cảnh, có cảnh thì thức nương tựa vào căn để biết được cảnh đó thôi. Và với một người tu tập chánh niệm á, trong mọi trường hợp mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm á, thì rõ ràng là chúng ta đừng vì cái việc mà cảnh tốt cảnh xấu mà chúng ta sinh ra cái phản ứng đó là ghét bỏ, không ưa thích, hoặc là ưa thích tìm kiếm, hoặc là chối bỏ nó, vân vân. Hoặc là trạng thái đó là chúng ta ở một cái trạng thái bình thản. Bình thản mà trong kinh gọi đó là thọ xả. Thọ xả. Ở đây chúng tôi đang nói đến cái phương diện mà các căn tiếp xúc với các trần cái đây.
chưa có nói gì ở xa hơn, mà chỉ nói là các căn tiếp xúc với các trần cảnh. Căn của chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh. Cho nên là nếu mà mình nói trong một cái hệ bình thường đó, trong giáo lý duyên khởi đó, thì rõ ràng là xúc là duyên cho thọ, mà thọ thì sẽ là duyên cho ái. Với một người mà không có tu tập chánh niệm và tỉnh giác thì ái dễ sanh khởi, cả kể cả thọ lạc, kể cả thọ khổ và kể cả thọ xả luôn. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy rằng là thọ lạc hay là thọ hỷ của tâm á, thì rõ ràng là những điều mà chúng ta thích thú, chúng ta dễ dàng sinh ra cái ái nhiễm, thích thú mà sinh ra cái ái nhiễm, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ở cái thọ khổ đó thì cũng dẫn duyên cho ái, là như chúng tôi đã nói ví dụ như vậy. Chúng ta đã trải qua một cái thời gian khốn khó, rồi bây giờ là chúng ta vượt qua khỏi cái thời gian khốn khó đó rồi, chúng ta nghĩ tưởng về cảnh quá khứ đó, chúng ta đã là trở thành một cái niềm tự hào của chính mình và những giới đối với những người chung quanh của mình, thì chúng ta lại thích mơ man nghĩ đến những điều đó. Đây là thành quả, đây là sự cố gắng, đây là sự nỗ lực mà mình mới được như ngày hôm nay. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì đó là điều tự mãn của chính mình, thì nó cũng sẽ sinh ra cái ái nhiễm. Cho nên là ngay cả thọ khổ cũng sinh ra cái ái nhiễm do mình nghĩ đến điều đó. Giống như là mình biết rằng cái một ghẻ hay là vết thương, là một ghẻ đó nó ngứa, nhưng mà mình gãi vô nó đau nhưng mà nó đã ngứa, thế là mình cũng thích thú gãi. Gãi ngơi nó bong da tróc thịt ra thì chảy máu rồi đau đớn vô cùng, nhưng mà lại thích, như là thích. Đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Cái điều nữa đó là Đức Phật nói là xả dẫn duyên cho ái. Thọ xả là sao? Thọ xả nó không có cái không phải thiên về khổ, cũng không phải thiên về lạc, cũng không thiên về hỷ, cũng không thiên về ưu, không thiên về những điều đó. Mà ít ra đó là trạng thái quân bình của nội tâm. Nó không thiên về điều này, không thiên về điều kia, nhưng mà ít ra nó cũng còn, nó là đang chấp nhận. Đang chấp nhận. Thí dụ như bây giờ trạng thái của thọ xả là sao? Là trạng thái chúng ta cũng không phải là thích thú, mà cũng không phải là mình khó chịu, nhưng mà ít ra là ơi thì cái nó ra sao thì ra mình vẫn đang chấp nhận với chính nó. Cho nên thọ xả nó là dân đang chấp nhận. Thả mình chấp nhận diện lục thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, rằng khổ lạc ưu hỷ hay là xả thì nó dễ dàng sinh cho ái. Nhưng mà với một người tu tập chánh niệm tỉnh giác, đệ tử của Đức Phật ở đây chúng ta muốn nói, Đức Phật ngài nói là định tĩnh và tỉnh giác. Tức là nhìn sự vật thì chúng ta biết cái cảm thọ nó là như vậy. Nếu một người có chánh niệm thì biết là mắt tôi thấy, thấy cảnh cũng là cảnh thôi. Cái phản ứng của mình nó mới là vấn đề. Phản ứng nội tâm của mình mới là vấn đề. Phản ứng khó chịu hay là cảm ứng thích thú, hay là phản ứng trong một cái trạng thái miên man thích thú và chấp nhận với chính nó, thì nó cũng là phiền não thôi. Ái cũng dễ dàng sanh khởi. Cho nên là chúng ta luôn luôn, Đức Phật dạy ở đây là luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác trong mọi cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Khi mà mình quán tri về các cái cảm thọ thì mình biết thọ nó là như vậy. Thọ, mắt mình đang thấy, đây là nhãn thọ đó. Cảnh có căn, tức là con mắt của chúng ta. Có cảnh, tức là cảnh sắc. Thấy đó là thấy người, thấy vật, thấy cảnh chung quanh. Rồi tâm mà nương tựa vào mắt của chúng ta thì cái đó được gọi là nhãn thức. Tâm gọi là tâm nhãn thức. Căn cảnh gặp lại đó, thức sanh khởi,
thì đó được gọi là xúc, mà xúc thì sẽ là dẫn đến cái các cái cảm thọ, cái cảm thọ. Như vậy thì cái điều quan trọng ở đây đó là chúng tôi nhớ ở trong cái phần giới bổn, giới bổn của một vị tỳ kheo thì Đức Phật ngài dạy rằng có bốn cái thanh tịnh giới: chánh mạng thanh tịnh giới, rồi thu thúc thanh tịnh giới, và tưởng thanh tịnh giới, vân vân. Thì trong đó có cái điều gọi là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới. Mà thu thúc thanh tịnh giới tức là ở đây là thu thúc là sao? Đó là sự phòng hộ. Sự phòng hộ. Sự phòng hộ. Bởi mắt phòng hộ bằng chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta mắc trong đời sống hàng ngày đó, cả cái việc mà chúng ta đi coi như dành thời gian để chúng ta thiền tập trong đời sống hàng ngày, thì đòi hỏi người tu tập chúng ta cũng cần có chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì rồi ngay cả những cái việc hàng ngày của chúng ta đi đứng nằm ngồi đó, chúng ta tiếp xúc với cái này người kia, hoặc là làm việc này việc kia, thì đòi hỏi cái người tu tập cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Cái chánh niệm là quan trọng, tỉnh giác rất là quan trọng. Chánh niệm là cái ghi nhận mà, ghi nhận biết những cái diễn biến gì, chứ không còn không có sinh ra phản ứng hay là phân biệt cái này cái kia. Biết ghi nhận như vậy, chánh niệm tỉnh giác như vậy. Chánh niệm tức là cái sự ghi nhận biết nó đang diễn ra như vậy. Tỉnh giác tức là mình biết rõ, biết rõ. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng satisabbacchanyancha ime due thamma bahukara là vậy. Chánh niệm và tỉnh giác đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Có nhiều tác dụng. Vì vậy cho nên là khi mà một cái người tu đó là chúng ta luôn luôn có một cái đời sống chánh niệm. Không có chánh niệm thì phiền não dễ dàng sanh khởi. Ngay cả cái việc mà các cảm thọ trong đời sống hàng ngày, nói đến phương diện lục thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nếu chúng ta không có, bởi vì ái á, là chúng ta biết rằng nếu nói nhân quá khứ thì ái là dắt dẫn cho chúng ta tái sanh. Nhưng mà ái hiện tại là cái ái của sự truy tìm. Nói đến lục thức là sự truy tìm, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, đó nó dắt dẫn cho chúng ta truy tầm. Vậy về ba cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, ba cái cảm thọ này cũng dễ dàng sinh ra ái. Đó là như vậy. Cho nên là nếu mà mình không có chánh niệm và tỉnh giác thì phiền não, ái nhiễm nó sẽ sanh khởi lên. Ái nhiễm sanh khởi lên. Vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài cũng có dạy ở trong kinh Tương Ưng ấy, ngài dạy như thế này nè: chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Cảm thọ là gì? Như chúng tôi đã nói, tức là hạ xúc, tức là sự giao thoa giữa căn và cảnh. Thì chúng ta có cái cảm thọ. Cảm thọ đây là tiếp nhận, cảm thụ được cảnh, và từ đó chúng ta sinh ra cái phản ứng. Chúng tôi gọi là phản ứng. Phản ứng từ nội tâm, nó có thể là lạc ưu hỷ xả gì đó, lạc ưu hỷ xả, cho nên là dễ dàng sanh khởi cái ái nhiễm ở trong đó. Vì vậy cho nên trong mọi trường hợp thì cái việc mà chánh niệm tỉnh giác, dù cái người mà có chuyên tâm cho cái việc hành thiền cũng cần chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vì mình phải làm điều như vậy. Cái người tu là vậy, giữ tâm của mình, phòng hộ cái tâm của mình, thì cũng như là một cái người mà giữ một cái con mắt còn lại duy nhất thôi. Thí dụ như chúng ta có hai con mắt, ở chúng ta chột hết một con mắt rồi đó, đuôi hết một con mắt rồi đó, thì còn là con mắt này nó quý lắm. Lỡ mà mất con mắt này luôn xem là mù rồi. Thì cái người người ta quý con mắt duy nhất của họ nó như thế nào, thì cái người tu tập cũng vậy, giữ chánh niệm và tỉnh giác đều đều và liên tục như vậy thì có cái phát huy tác dụng.
Chúng ta thấy rằng nhiều khi á, trong cái tuệ sanh khởi đó thì cũng chính là nhờ chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta phải nói đến cái việc mà chứng quả vị thánh nhân, chứng quả vị thánh nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm, tức là danh và sắc của chúng ta. Chúng ta thấy nhờ có chánh niệm ghi nhận thường xuyên điều đặn, biết rõ thường xuyên và điều đặn như vậy, đó là sự soi thấu, soi chiếu. Chúng tôi nhớ sư trưởng có một cái tác phẩm phẩm chính, nhưng mà đó là cái tác phẩm coi như là cảo bản của sư trưởng. Đó là cái tác phẩm Chiếu Kiến Nghiệp Xứ. Chiếu Kiến Nghiệp Xứ thì cái Chiếu Kiến Nghiệp Xứ là gì? Cũng có nghĩa là với một người có chánh niệm và tỉnh giác phải luôn luôn theo dõi liên tục và phải luôn luôn soi thấu, chiếu rọi bằng cái chánh niệm và tỉnh giác này thì tuệ mới có thể phát sanh được. Tuệ mới có thể phát sanh được. Nói đến điều này đó thì chúng ta biết rằng mới đây mà sư trưởng đã viên tịch hết thứ năm tới này là tuần thất thứ tư. Tuần thất thứ tư được tổ chức ở tại chùa Viên Giác Vĩnh Long. Đó cho nên là ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng sư trưởng đó, ở một cái đương thời sư trưởng là một vị pháp sư, nhưng mà về lớn tuổi đó thì sư trưởng lại chuyên về pháp hành, chuyên về pháp hành. Và những cái tác phẩm này là được viết dường như gần cuối đời của sư trưởng, chúng tôi nhớ là như vậy. Tập sách không dày, cũng mỏng thôi, nhưng mà nói đến những cái căn bản cốt lõi của một cái người tu tập thiền quán, tu tập thiền quán. Như vậy thì mình nói đó là trên phương diện tu tập thiền quán của một cái vị hành giả. Nhưng mà trong luật tạng thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật có dạy rằng bốn cái pháp gọi là bốn cái gọi là giới thanh, tứ thanh tịnh giới đó, thì trong đó có một cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới, Sanwara. Sanwara có nghĩa là sự thu thúc. Thu thúc ở đây là thu thúc gì? Thu thúc mắt, tai, mũi, lưới, thân và ý của mình. Thu thúc. Cái người tu tập cũng là thu thúc. Thu thúc. Cái người hành trì giới cũng là sự thu thúc, mà thu thúc phải nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác. Giới bổn thanh tịnh giới thì phải là nhờ am hiểu, am tường, học hiểu. Nhưng mà thu thúc thanh tịnh giới là phải nhờ chánh niệm và tỉnh giác. Trong trường hợp nào thì cái người tu tập cũng rất là cần chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên là dù chúng ta sinh hoạt hàng ngày đi nữa, quý sư mà làm việc đối với chùa chiền rồi tam bảo Phật tử thì cũng phải giữ cái tâm của mình bằng chánh niệm và tỉnh giác. Rồi quý sư mà có dành thời gian để cho chuyên tâm cho cái việc tu tập thiền, tập cho chính mình, thiền hành cho chính mình, thì cũng phải giữ cái tâm mình bằng chánh niệm và tỉnh giác. Thì đây là cái con đường mà để phải nói rằng để tận diệt cái phiền não, tận diệt phiền não. Tuy nhiên trong cái cuộc sống thì chúng ta cũng biết đó là để mà chúng ta giác ngộ thành Phật, để mà giác ngộ giải thoát thì phải nói rằng chúng ta phải tu tập nhiều cái thiện sự lắm, không phải là một pháp nào duy nhất đâu. Phải nhiều cái thiện sự lắm. Bây giờ đó thì có những cái pháp thuộc về chính đáng, cốt lõi, nền tảng. Có những cái pháp nó trở thành một cái vai trò là hỗ trợ. Ví dụ như bây giờ mình hành thiền, tâm mình không chánh niệm thì mình biết rằng cái sự cố gắng của mình thiếu, hoặc là sự tinh tấn của mình thiếu, hoặc là chúng ta thiếu một cái duyên lành nào đó về pháp độ bố thí trì giới, hoặc là những cái gì đó chúng ta chưa có được viên mãn. Do vậy thì chúng ta khó có cái chánh niệm,
Như vậy để có chánh niệm thì ngoài cái việc nỗ lực chuyên cần ở trong cái việc hành thiền đó, giữ cái tâm của mình bằng sự phòng hộ chánh niệm và tỉnh giác á, thì mình còn có những cái pháp khác hỗ trợ, từ cái việc bố thí trì giới, từ cái việc kham nhẫn, hoặc là từ ở những cái việc tinh tấn, từ tâm bi tâm, từ tâm xả tâm gì đó, chúng ta cần phải có những cái pháp đó, gọi là pháp được đầy đủ hỗ trợ. Như vậy thì ở đây khi mà nói đến các cái cảm thọ đó, ba cái loại thọ: thọ khổ, dukkha vedana, thọ lạc sukha vedana, và thọ xả là upekkha vedana. Thì cả ba cái thọ này đó, thì như chúng tôi đã, nếu như người bình thường, nó là liên quan với cuộc sống của chúng ta rất là lớn. Nó có thể nói rằng xung quanh với cái thế giới này là từ ở các cái cảm thọ. Chúng ta vui buồn, chúng ta tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp bất thiện cũng có thể là từ cái cảm thọ. Và chúng ta có luân hồi thì chúng ta có cái thân này, và có thân này thì chúng ta cũng vẫn có cảm thọ. Thọ đó là của tâm hay là của thân, của thân hay là của tâm. Mà nếu như mà mình có cảm thọ mà mình không có tu tập chánh niệm và tỉnh giác á, không có chánh niệm và tỉnh giác á, thì cái phiền não của chúng ta nó dễ dàng sanh khởi. Như vậy thì cái quan trọng, cái trọng yếu của cái việc mà tu tập của chúng ta là trong mọi trường hợp vị hành giả luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác. Nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta dễ dàng sinh ra cái phản ứng từ nội tâm, đó là thọ khổ cũng là duyên cho ái, thọ lạc cũng duyên cho ái, và thọ xả cũng duyên cho ái. Ái nó sanh khởi, mà ái là nếu mà nói nhân quá khứ, nó làm cho dắt dẫn cho chúng ta tái sanh sinh tử luân hồi. Mà nếu mà nói ở hiện tại, tức là nó khiến cho chúng ta phải truy tầm bởi mắt, truy tầm bởi tai, truy tầm bởi mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Cho nên chúng ta truy tầm, cái gì có truy tầm thì sẽ có hiện hữu, và có hiện hữu thì sẽ có vô thường, có khổ, có vô ngã, vậy đó. Cho nên là ở đây đó là cái việc mà cái cốt yếu của một cái người mà có tu tập trong đời sống hàng ngày của mình bằng chánh niệm tỉnh giác, thì mình biết rằng cảm thọ này nó đang sanh nè, thì chúng ta biết nó, ghi nhận vậy. Rồi một nhờ cái sự ghi nhận đó, chúng ta biết nó diệt ngay, nó diệt ngay, nó diệt các cảm thọ, nó sanh diệt, diệt sanh diệt, nó cứ vậy hoài. Chúng ta biết nó sanh diệt trong từng khoảnh khắc như vậy đó. Mà để mà có được, biết được cái mà nó sanh diệt trong từng khoảnh khắc đó, thì cái vị hành giả đó không thể nào thiếu chánh niệm và tỉnh giác được. Nó quan trọng. Thế từ đó mình mới thấy rằng là thế giới thân và tâm này, cái thế giới mà mình nói rằng trong kinh gọi đó là không quá hai thước đó, không có quá hai thước, tức là cái cơ thể của chúng ta không quá những điều đó, kích thước đó. Cái thế giới là chỉ cho thân năm uẩn của chúng ta. Cái thế giới tức là không phải chỉ ở trong dục sắc và vô sắc này, mà chỉ cho giới cái thân năm uẩn của mình. Như vậy thì mỗi người là một thế giới, mà mình quán chiếu chánh niệm và tỉnh giác đó, thì đó là điều cần để giới cái việc mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm của chúng ta, để từ đó chúng ta thấy không có cái cốt lõi nào ở trong mọi cái hiện hữu, dù là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hay là thân xúc chạm. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi lưỡi thân, lành tai phòng hộ ý, tức là tâm của mình á, chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, tức thì giải thoát những phần khổ ra.
Tức là tâm của chúng ta đó là chúng ta thấy rằng đối với sự sanh diệt vô thường khổ vô ngã, thông qua tam tướng đó nhìn soi thấu về chính thân và tâm của mình, thì mình mới thấy rõ ràng là rỗng không, là không có cái gì cốt lõi là vô ngã, và nó là khổ bởi vì nó là cái sự biến đổi vô thường. Vô thường tức là cái sự biến đổi từng ở phản khắc, dù là ngắn ngủi, dù là thân hay là tâm, với một cái người tu tập là như vậy. Cho nên là Phật giáo của chúng ta khác với các tôn giáo khác, không phải là chỉ cầu nguyện, không phải là chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện cũng là một việc mà để chúng ta làm, chúng ta bày tỏ tôn kính đến đối với Tam Bảo, đối với những cái việc thiện sự mà chúng ta làm, đối với những cái người vô hình, đối với những chúng sinh vô hình, chẳng hạn chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên phạm thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới chẳng hạn. Nhưng mà cái việc chính của một cái người tu á là chính về nhìn về chính nội tâm của mình. Bởi vì mình hiểu rõ rằng sở dĩ chúng ta luân hồi sanh tử đó, khổ đau ở trong hiện tại này và trong tương lai đó, ở hiện tại và trong tương lai đó, thì đều là do cái tập nhiễm của phiền não vô minh, tham ái và chấp thủ. Và do vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng ta có cái, ngay cả hành động thiện vẫn chứa chấp cái gọi là phiền não ở trong đó. Và khi mà chứa chấp phiền não, hành động thiện mà chứa chấp phiền não cũng là cái nhân để tiếp nối cho, diễn biến cho cái đời sống luân hồi tiếp tục nữa. Mà còn luân hồi thì còn khổ đau. Vì vậy cho nên là ở trong hiện tại cũng vậy. Nếu một người mà thấy rõ ở mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mình có biết được các cái cảm thọ của chính mình, ghi nhận nhờ chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta ghi nhận như vậy, chúng ta ghi nhận như vậy thì chúng ta cảm thấy nó là chuyện đương nhiên, chuyện dĩ nhiên của nó là như vậy, đương nhiên là như vậy. Tức là căn tiếp xúc với trần cảnh, thức sanh khởi. Và với một cái người tu của mình thì mình làm sao biết rõ cái cảm thọ này nó là như vậy, đang là như vậy. Chứ đừng có phải là cái này nó thích thú quá, cái này nó không thích, ghét quá, không hài lòng, hay là cái này nó cũng là đang cái sự mà bình thản với chính nó, tức là chấp nhận. Thì cả ba cảm thọ này nó dễ dàng sinh cho ái. Nhưng mà một người tu tập chánh niệm tỉnh giác thì cái ái nó không sanh khởi, nó không sanh khởi ở chỗ đó, không sanh khởi ngay trong hiện tại. Thì khi mà chúng ta cứ nghĩ ở trong một cái trạng thái ở nội tâm của chúng ta, xung quanh trong mỗi ngày chúng ta có 24 giờ, thì chúng ta xoay quanh ở trong các cái cảm thọ, cả thân cảm thọ và tâm cả thân, thân cảm thọ và tâm cảm thọ đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái trạng thái hết sức là những cái cảm thọ thích thú hay là ghét hay là chấp nhận, chỉ như vậy thôi. Và thế là phiền não nó cứ xoay quanh ở trong 24 giờ. Nếu như một người có tu tập thì dù trong mọi khoảnh khắc, cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, hay là thậm chí tâm mình suy nghĩ, thì mình luôn luôn có cái chánh niệm và tỉnh giác, biết tâm mình đang suy nghĩ như vậy, biết rõ như vậy. Rồi mắt mình đang thấy thì biết như vậy thôi, chứ chúng ta cũng không có nên tri tầm nó như thế nào, thích thú nó hay là ghét bỏ nó hay chấp nhận nó, vân vân. Thì đó là cái việc tu của một cái vị hành giả trong Phật giáo, để ngăn chừa cái ái ở trong hiện tại và loại trừ cái ái ở trong tương lai do mình có cái sự tu tập. Như vậy thì ở trong hiện tại, trong một cái trạng thái mà chúng ta thấy là mấy vị mà họ tu tập mà họ có được cái sự an lạc á, phải nói là họ có chánh niệm tỉnh giác liên tục, có an lạc. Chúng ta khoan nói cái chuyện đắc thiền. Chúng ta khoan nói được cái chuyện mà đắc thiền, chứng thiền, mà chúng ta chỉ nói là ở hiện tại mà tâm chúng ta luôn luôn giữ ở một cái trạng thái gọi là có chánh niệm và tỉnh giác, thì chúng ta thật sự là có được cái sự an vui ở trong cuộc sống, an vui rồi. Thì cái vui đó
cái vui mà ở nội tâm mình có chánh niệm và tỉnh giác, cái vui đó nó lớn lắm, nó lớn lắm, chứ không phải như cái vui bên ngoài. Cái vui bên ngoài là vui của mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, vì chúng ta có những cái thứ đó chúng ta cảm thấy vui. Nhưng mà chúng ta không có những cái thứ đó thì chúng ta cảm thấy như buồn, hụt hẫng, không vui nổi. Vì vậy thì cái việc tu tập chánh niệm tỉnh giác là cần, dù là trên phương diện nào cũng vậy. Vì từ ở cái việc mà chánh niệm và tỉnh giác thì cái cảm thọ chúng ta được ngăn chặn. Xúc thì duyên cho thọ, thọ thì sẽ là duyên cho ái. Mà ngay chỗ cái chỗ mà cảm thọ đó, nếu mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì cái ái nó không sanh khởi, thì chúng ta có được cái sự an lạc. Còn tâm trạng của chúng ta, nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì nó trong một cái trạng thái háo hức, hay trong một trạng thái buồn chồn, phản ứng đối với nội tâm của chính mình, đó là trạng thái của trạo cử. Trạng thái của trạo cử. Nó bao gồm cả phóng dật, nó bao gồm cả trạng thái hối hận và hối tiếc. Dù là cái việc đó nó không đâu vào đâu hết, mà chúng ta trong một cái trạng thái nội tâm là bồn chồn, trào cử, hoặc là hối hận, hoặc là hối tiếc, thì những cái trạng thái đó là trạng thái bồn chồn của nội tâm, làm cho tâm chúng ta không có định tĩnh, yên tĩnh. Mà một người tu tập chánh niệm tỉnh giác là cái việc mà như chúng ta biết rằng ngăn chặn các cái cảm thọ, ngăn chặn các cái ái nó sanh khởi từ ở trong các cái giác quan của chính mình. Đó là việc cần ở trong cái đời sống tu tập. Và đó là một cái nhân để chúng ta có được an lạc trong đời sống hiện tại này và hướng đến tương lai chúng ta được giải thoát. Đó là chính cái việc tu tập. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài giảng hôm nay. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý vị Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giả. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Phật tử sắp bà mang lang rắc khăn tử sắp bà đê quả ta sắp bà bù đà nở phá vệ đà sá đà sở thị phá văn tư tê. Phật tử sắp bà mang lang rắc khăn tử sắp bà đê quả ta sắp bà thăm ma nở phá vệ đà sá đà sở thị phá văn tư tê. Phật tử sắp bà mang lang rắc khăn tử sắp bà đê quả ta sắp bà sẵn khá nở phá vệ đà sá đà. Sở thị thiên hậu trì những người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang gồm rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe cẩm dân hồi hướng. Ya đề qua ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu chi ta so thiên ca ron thể tha quy ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca
ni ya ni căng tham ma wa răng ba tít cha tê sắp về pi đục kha sa kha rôn tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma ta ra cha bu ya la sang kho ho tu sa mắc bồ wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn. Tu sắp nên tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm dân xin xuống mic.